Tuần trước team Rymastic đã tham gia chương trình này. Và sau khi tham gia xong, team Rymastic có gửi một lời thách thức đến team Bin. Bây giờ mời các bạn xem đoạn clip để biết lời thách thức đó. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Và mình muốn gửi lời thách thức đến team anh Bin. Mọi người có thể chơi cái trò mới thú này, nhưng mà vừa ném bóng rổ thử xem tăng độ khó lên. Yeah, let's go. Thật gây xương nhá. Đó mà theo tao đi, đó mà theo tao đi, đó mà theo tao đi. Tì đánh một mà tao đi thì mày biết Lucy, B2C, Disney, Disney, tao đến thích nghe được cái flow mới, tao đâu mới, tao đâu cho mày toi bao năm không biết mày từ đâu tới, tao có quyền được nói. Map nào anh cũng vượt vượt, đầu luôn bình tĩnh là lý do flow anh mượt mượt. Em chưa được đầu ấy, đối thủ em muốn đầu. Black car. Yeah. Everybody want black car. Còn nhiều gap lực đón chờ anh em phía trước lắm. Không phải một cái áp lực này nó sẽ vẫn sẽ là một cái áp lực khác. Nói chung là nó rất là nhiều cái áp lực vô hình nó đang đợi anh em ở phía trước. Nhưng quan trọng thì anh em đối mặt cái đó, anh em xử lý nó bằng cách nào. Đó là lý do tại sao tới giờ em vẫn còn sống được trên đất Sài Gòn. Em chia sẻ cái sự tiếc nuối của em đó là không phải là em dừng chân ở vòng 2 mà là cái sự tiếc nuối của em là em đang không trách anh Boss nha anh Boss, nhưng mà sự tiếc nuối của em là hôm đó anh đã làm cho cái bài diễn của mình nó bị lệch đi một nhịp. Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa mẹ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này họ vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang họ ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.